Đi dép vô hả? Tượng Phật nằm nó thì cái nhà tiêu bên đây nè. Vô mình thắp ha, thắp hương xong cái mưa hả nhỏ? Đúng rồi, vừa đưa vô tới điện thắp hương là mưa. Mà thương nhất lúc mình đến quá trời chim bồ câu luôn. Con ngồi trước cho con quay phim. Bạn ngồi trước con quay nó chim. Tao kêu con ấy rồi đây. Dạ dạ. Con cái bánh nha hai. Ờ, ngồi ra con. Nó nãy vô đây nè. Nãy vào đây để đi thiêu á.